Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cà phê cảm hứng bằng cách là giới thiệu với các bạn một cuốn sách rất là dễ thương, nghe màu xanh các bạn thấy không? Màu xanh là một cái màu mà tượng trưng cho rất là nhiều thứ, sự xanh dịu mát của lá cây, những cánh rừng bạc ngàn vô tận rồi của cả bầu trời, của làn nước mênh mông, mà màu xanh cũng đại diện cho thiên nhiên, thứ mà gần gũi với chúng ta nhất mà có màu xanh. Cái cuốn sách này nó đặc biệt lắm quý vị, đây là một cuốn sách của nhóm 15 bạn nhỏ yêu thích thiên nhiên tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Và nội dung của nó là một câu chuyện thú vị về các bạn nhỏ sống ở gần khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy ở tại tỉnh Nam Định, cũng như những thông tin hữu ích về các loài động vật quý hiếm nơi đây. Trước khi mà bước vào cái phần giới thiệu kỹ hơn thông tin về cuốn sách này thì tôi muốn nhờ Quyên hãy hóa thân thành một cô gái, một cô bé tên là Bình An, 6 tuổi thôi, và giới thiệu cho các bạn thế giới tưởng tượng ở trong câu chuyện này. Chào cậu. Tớ là Bình An, tớ sống cùng ông bà, bố mẹ và anh trai ở vườn quốc gia Xuân Thủy, giao thủy Nam Định. Nơi đây thuộc khu vực phía nam của sông Hồng với rất là nhiều những loại động thực vật quý hiếm và thú vị. Và tất cả đều là bạn bè thân thiết của tớ đây. Tớ rất yêu cuộc sống nơi này. Mỗi mùa thì đều mang tới cho tớ những cảm nhận khác nhau về thời tiết và cảnh quan xung quanh. Vào mùa xuân ấm áp nên có rất nhiều bạn chim đến thăm tớ trên các đường bạn ấy trở về nhà. Tớ rất vui khi mà gặp các bạn ấy. Và có một điều thú vị nữa, các bạn biết không, những khu rừng ngập mặn, nghe là đã thấy mặn mặn rồi, nhưng mà thực ra nó giúp để cho các hệ thống thiên nhiên ở xung quanh đó có thêm được vị ngọt và có rất nhiều loài động vật có thể sinh sống ở trong đó. Cảm ơn Bình An rất là nhiều. Vậy thì là cuốn sách này nó được thực hiện như thế nào và tại sao lại có cuốn sách về những người bạn trong khu rừng ngập mặn này? Hãy cùng theo dõi nha. Sau nhiều năm ấp ủ, cuốn sách Những người bạn trong khu rừng ngập mặn cũng đã được ra mắt tới độc giả Hà Nội. Cuốn sách được thiết kế thành ấn phẩm sách bỏ túi và được chia làm hai phần. Phần 1 là câu chuyện của bé Bình An. Ở đây độc giả sẽ được hiểu thêm về vườn quốc gia Xuân Thủy cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ở phần 2, 51 loại động thực vật tiêu biểu của vườn quốc gia Xuân Thủy được khắc họa một cách rõ nét và sống động qua những mô tả cụ thể. Với cái mục đích là vườn quốc gia có thể giúp dự án để lan tỏa thêm cái tình yêu cũng như là những cái thông tin về rừng ngập mặn Xuân Thủy cũng như là cả những cái loài động vật ở đó. Và sau đó thì cả nhóm cũng sẽ có cái kế hoạch để bán và để dùng hết những số tiền đấy để góp phần cho rừng quốc gia và cũng như cái rừng ngập mặn thêm tươi đẹp hơn, cũng như là bảo vệ các cái loài động vật sống ở đó. Trước đó, để xuất bản ra cuốn sách này, các bạn nhỏ đã có những chuyến khảo sát thực tế tại vườn quốc gia Xuân Thủy để lựa chọn những loại động thực vật tiêu biểu. Sau khi lựa chọn thông tin, cả nhóm chia nhau tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, thống nhất format chung và dùng phần mềm vẽ mô tả lại từng loại động thực vật, kèm theo các chú thích cụ thể sao cho sinh động. Khi mà tham gia cái dự án này thì cháu cảm thấy là thực ra mình cũng là một thành phần quan trọng, mình cũng là một có thể là một lý do nào đấy có thể giúp bảo vệ được cái môi trường xung quanh chúng ta. Thì cháu thấy là tức là khi mà mình đã thực sự làm rồi thì mình mới thấy được cái tầm quan trọng và cái gọi là cái sự thích thú, sự hào hứng từ những cái việc như thế. Có thể thấy khi những vấn đề về môi trường đang là mối quan tâm nóng của cộng đồng, thì hình ảnh các bạn học sinh cùng chung tay thực hiện dự án gây quỹ trồng rừng ngập mặn vườn quốc gia Xuân Thủy với những thông điệp đầy ý nghĩa cho chúng ta thêm hy vọng về một tương lai Việt Nam xanh hơn, sạch hơn. Thực hiện một cái dự án nhỏ, chung tay bảo vệ rừng ngập mặn và đã trồng tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy được gần 300 cây. Nó mang ý nghĩa hết sức nào cùng toàn lớn, góp phần vào cái việc mà giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu cái ô nhiễm. Và cái hành động này thật là đáng hoan nghênh. Con lại có một cái dự án rất là tốt đẹp nữa, đó là rừng ngập mặn Xuân Thủy. Thì đúng là nó lên rừng, xuống biển, tất cả để vì bảo tồn thiên nhiên, rồi vì bảo vệ môi trường. Mà các con ở cái độ tuổi
13, 14 tuổi mà biết làm được những cái việc này thì người lớn rất là nể phục. Bên cạnh sự xuất hiện bản quyền sách, những người bạn trong khu rừng ngập mặn, nhóm bạn Hà Nội Xanh đã mở rộng các hoạt động của mình thông qua việc triển khai dự án Our Other Mother Exhibition. Dự án này bao gồm việc tổ chức các triển lãm nhỏ, những bức tranh về trái đất của chiến dịch Our Other Mother.